Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog kênh.com, nơi cập nhật chia sẻ những cái thông tin mới nhất về thị trường crypto cũng như là góc nhìn quan điểm cá nhân về quản lý tài chính và P-Network. Rất là vui khi được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong cái tập podcast tiếp theo để chúng ta cùng nhau nói về P-Network. Thì trong cái hình ảnh hôm qua, tối muộn hôm qua, cái này khoảng 16 tiếng khi mà Thắng làm cái video này, thì Thắng có đăng một cái hình ảnh trên Soroban. Lúc đó thì Stellar mới đăng được cái hình này trong khoảng có 20 phút gì đó. Thì Soroban đã là dự án đầu tiên được hỗ trợ WASM, được hỗ trợ bởi công ty bảo mật hàng đầu là Certora. Thì các bạn, đây là cái cập nhật mang tính chất bảo mật cho cái Soroban. Soroban là một cái đơn vị chính thức, nó cung cấp cái giải pháp hợp đồng thông minh cho Stellar Blockchain. Và Certora nó là cái đơn vị giúp cho Soroban bảo mật cái blockchain đó. Thì Thắng sẽ làm một cái video mô tả chi tiết về cái này sau. Nhưng về cơ bản chúng ta sẽ hiểu rằng Certora nó sẽ giúp bảo mật hơn cho cái Soroban, và Soroban sẽ hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Stellar. Còn cái việc là Soroban nó có hỗ trợ cho cái hợp đồng thông minh của Pi hay không thì chúng ta chưa biết. Thế nhưng mà chúng ta cùng xét với nhau trong một cái tập video sau. Và hôm nay nếu như chúng ta giả sử rằng nếu như Soroban nó không tạo ra được cái hợp đồng thông minh cho Pi thì sao? Thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng là gì? Pi cần rất nhiều thời gian để tạo ra một hợp đồng thông minh nữa. Có thể từ nay đến cuối năm chúng ta sẽ không thấy hợp đồng thông minh. Nhưng nếu như cái trường hợp này thực sự nó xảy ra thì chúng ta nên làm gì để có thể tạo ra được một cái hình mẫu cho cái tiền kinh tế Pi, Pi hoạt động như thế nào, giá Pi sẽ hình thành ra làm sao? Thì sau đây chúng ta sẽ giới thiệu cùng nhau một trong những cái thuật ngữ mà Thắng nghĩ rằng chúng ta đã từng quen. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung chi tiết. Nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu thông tin nội dung thì đừng quên, đây là video mang tính giả định, mang góc nhìn quan điểm cá nhân, chứ không được xem là lời khuyên đầu tư. Nếu như cô chú anh chị và bạn thích những cái thông tin liên quan đến cái phản ánh thực tế thì có thể sang những kênh YouTube khác. Đây là thông tin mang tính chất giả định và chúng ta xem với mục đích tham khảo, để biết đâu khi nó điều ấy nó thực sự xảy ra, chúng ta không còn bỡ ngỡ về cái dự án P-Network và chúng ta hiểu hơn Pi là gì, chúng ta hiểu P-Network là gì, chúng ta hiểu điều Pico Team đang làm nó ra sao. Rồi, ở đây thì Thắng có một cái thuật ngữ để giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn. Thực ra nó cũng không mới trong cái thị trường crypto đâu. Và nếu như chúng ta đã và đang khai thác cái dự án Imota, một trong những cái đối tác của Remitano á, hay là khai thác cái token Otara, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như mỗi lần bạn mời một cái người nào đó vào trong cái hệ thống rep của bạn thì bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng. Đối với Pi thì bạn sẽ nhận được tốc độ khai thác, nhưng đối với cái Otara thì là bạn sẽ nhận được cái đồng BUSD. Tức là về mặt lý thuyết là nó sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng thị giác là gì? À, tôi nhận được một cái đồng BUSD mà tôi hiểu rằng BUSD ngày trước nó là của Binance, và một BUSD nó tương ứng với một USDT, và một USDT nó tương ứng với một đô la. Tức là ở đây tôi có giả sử 20 BUSD, tôi có 20 đô la, đúng không ạ? Về mặt lý thuyết, hiệu ứng thị giác về marketing là gì? Bạn sẽ thấy rằng bạn có 20 đô. Nhưng trên thực tế bạn sẽ không làm thế nào bạn rút được 20 cái đô la này ra. Và cái hiệu ứng này gọi là hiệu ứng marketing về mặt giá trị truyền thông. Và đây người ta gọi với cái tên là locked token. Thì đây là cái token bị lock của bạn. Và bạn muốn tiêu được cái này á, bạn sẽ phải chuyển nó làm sao từ cái từ locked đến cái từ claimed. Là bạn có thể claim, bạn có thể lấy nó về. Thì bây giờ làm nào để đạt được cái điều đó? Thì thứ nhất là bạn sẽ phải đạt được cái tiêu chí. Ví dụ rất nhiều những cái tiêu chí đối với cái này, chẳng hạn tiêu chí của nó là bạn sẽ phải thực hiện bao nhiêu cái giao dịch, 20 giao dịch bằng USDT chẳng hạn, đó ví dụ thế. Thì đấy, Thắng lấy cái hình ảnh này để chúng ta có thể tưởng tượng dễ dàng hơn. Và để sau đây Thắng sẽ đưa ra cho cô chú anh chị bạn một trong những cái giả định nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao Thắng phải đưa ra cái giả định này? Bởi vì là cái phần giáo dục cộng đồng của Pi Network ấy, mặc dù Pi đã làm rất tốt, nhưng để mà ý thức cộng đồng nó đạt được cái ngưỡng tuyệt đối thì nó sẽ mất thời gian đến hàng nửa thập kỷ đến hàng thập kỷ. Bởi vì chúng ta phải biết rằng để tạo ra được một đồng tiền cho một quốc gia thì nó rất khó. Chúng ta có thể lật lại lịch sử Việt Nam chẳng hạn. Các bạn, nếu như chúng ta tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, chúng ta phải biết là cái lịch sử cái đồng tiền Việt Nam của chúng ta để tạo ra được cái đồng tiền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nó cực kỳ gian nan và vất vả. Bởi vì chúng ta bị chịu cái ảnh hưởng bởi Pháp. Ngân hàng Đông Dương nó áp bức đất nước chúng ta trong quá trình cách mạng để mà có thể tạo ra được đồng tiền Việt Nam. Nó không hề đơn giản như là chúng ta muốn tạo là tạo.
Và Pi cũng vậy thôi, để Pi có thể giáo dục được cộng đồng hiểu rằng Pi là một loại tiền ấy, nó sẽ cần khá nhiều thời gian các bạn. Rất nhiều thời gian để có thể làm được cái điều đó. Rồi thì đối với cái về mặt giá trị cộng đồng ấy, thì nếu như Pi muốn thành công một cách tuyệt đối thì Pi sẽ phải đưa cho cộng đồng một cái lý thuyết, đó là cộng đồng phải hiểu, nhận thức được Pi là tiền đã. Nhưng bây giờ họ vẫn chưa nhận thức được Pi là tiền đâu, họ vẫn chỉ nhận thức Pi là một đồng coin như những cái đồng coin khác ngoài kia thôi. Và bản thân những cái người nắm giữ đồng Pi, hầu hết chúng ta sẽ có cái tư duy là sẽ bán, xả, bớt hoặc có thể hết tất cả những đồng Pi chúng ta có. Hay nói thẳng, nói trắng ra thì là bản thân Thắng cũng thế thôi. Thắng mặc dù là người đưa ra những cái thông tin như thế này, nhưng chắc chắn rồi nếu khi Pi lên mainnet, Thắng sẽ quy đổi một chút nào đó từ đồng Pi ra cái đồng tiền pháp định. Dù sao ấy, ở cái thời điểm hiện tại khi mà chúng ta nói cái câu chuyện này với nhau thì cái hệ sinh thái của Pi nó chưa đủ lớn, và chúng ta chưa thấy Pi có bán ô tô, chúng ta chưa thấy Pi có bán TV, chúng ta chưa thấy Pi có bán những cái sản phẩm to giá trị lớn, đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu như một ngày nào đó hệ sinh thái của Pi nó có những cái sản phẩm như thế thì liệu bạn có muốn bán Pi để lấy fiat hay không, hay bạn chỉ muốn sử dụng Pi đổi tiền này mà thôi? Thì đó là câu chuyện là như vậy. Và cái thứ hai á, Pico Team cần phải làm được đó là để cho cộng đồng hiểu rằng tiền Pi nó có giá trị tốt hơn tiền fiat. Tại sao lại như vậy? Vì hầu hết chúng ta không được trang bị nhiều kiến thức về dân dụng tài chính, cho nên là chúng ta không hiểu nhiều về lạm phát, chúng ta không hiểu nhiều về giảm phát, và chúng ta cũng không biết cách làm thế nào để phòng tránh giảm phát và lạm phát cả. Cho nên nếu như mà cộng đồng Pi Onia chúng ta hiểu rằng Pi là không chỉ là tiền mà còn là một loại tài sản đấy, thì rõ ràng cái điều đó rất là tốt các bạn, cực kỳ tốt luôn. Và khi chúng ta coi Pi là tiền và chúng ta coi Pi là một loại tài sản thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giá trị của tài sản đó sẽ vẫn tăng dần theo cái nền kinh tế của Pi. Đó chính là lý do tại sao á, là nếu như Pi mà lên mainnet ngay ở thời điểm này thì khả năng đồng Pi sẽ bị lao dốc không phanh như tất cả các đồng coin khác trên thị trường. Rồi, thì vậy chúng ta có cái giả định như thế nào đối với cái điều này? Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái giả định của cá nhân Thắng. Cái cơ chế giả định này nó dựa trên tất cả những cái thông tin Thắng đã làm như những cái tập podcast trước cho cô chú anh chị các bạn. Và nếu như chúng ta chưa xem những cái tập podcast đó, vì đây là lần đầu tiên cô chú anh chị các bạn biết tới kênh YouTube của Thắng, thì hãy dành thêm thời gian để tham khảo. Và với mỗi một cái dẫn chứng cụ thể, Thắng sẽ đưa ra một cái hình ảnh để cho chúng ta tìm lại chính cái tập podcast đó để chúng ta tìm hiểu nha. Rồi thì cơ chế giả định ở đây đó chính là cơ chế giả định tạo ra một sàn giao dịch T-Exchange riêng. Trên thực tế chúng ta đã có cái sàn này chưa? Chúng ta đã thực sự có cái sàn này rồi, tuy nhiên nó đang hoạt động ở trạng thái testnet. Chúng ta chỉ chờ một cái tín hiệu duy nhất, đó là sàn này nó sử dụng ở chế độ mainnet. Thì trong tập podcast 66, Thắng đã chia sẻ rất là chi tiết cái sàn này, liệu đây có phải sàn của Pico Team hay không. Thực tế ra thì Thắng cũng không cần quan tâm quá về cái việc đây là sàn của Pico Team hay không. Nếu như nó nằm trong hệ sinh thái của Pi với cái đường mã đường truyền là Pi 2 chấm xẹt xẹt đó, thì rõ ràng là nó là một trong những cái dự án nằm trong hệ sinh thái của Pi. Thì chúng ta có thể đấy. Và đối với cái sàn giao dịch này á, thì Thắng tin rằng Pi Core Team sẽ cần phải đưa ra một cái mức giá cụ thể cho cái đồng Pi. Thì cái mức giá này nó đưa ra như thế nào? Thì trong cái tập podcast 60, Thắng đã chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn về cái việc hình nền kinh tế của Pi thực hành như thế nào và kết quả của nó là gì. Thì tổng hợp lại những cái thông tin trên cái tập podcast 60, Thắng có thể đưa ra được một cái nhận định, đó là nếu như cộng đồng không quyết định được mức giá thì chúng ta sẽ có những cái cuộc bỏ phiếu thăm dò ý kiến, mà trong cái thị trường crypto người ta gọi là DAO hay là DAO á, thì chúng ta sẽ thăm dò tất cả các cái pioneer ở một cái mức giá cụ thể, thì sau đó máy tính sẽ tự động tính toán, sẽ đưa ra một cái mức giá chung mà mang tính trung bình các bạn. Ví dụ như là người thì đưa ra là 314.000 đô, người thì 1.000 đô, người thì 3,14 đô, người thì 314 đô. Thì giả sử như máy tính nó cộng tổng lại, ví dụ có 50 triệu người Pioneer tham gia, thì nó tính tổng trung bình tất cả các cái mức giá trị cộng vào là khoảng 10.000 đô. Thì chúng ta sẽ mặc định là khi mà cái sàn giao dịch của Pi nó lên mainnet, ở mainnet hạn chế, thì nó có mức giá 10.000 đô. Mặc định nó sẽ phải như thế. Và khi mà lên mainnet này, các bạn đừng có vui mừng hí hửng, bởi vì các bạn sẽ có thể chuyển được cái đồng tiền đấy ra đồng fiat mà tiêu nha. Các bạn lưu ý đây là mức giá quy định và nó không có giá trị chuyển nhượng, nó chỉ có giá trị trong cái tài sản của cái Pi Exchange mà thôi. Đó, đây là cách chúng ta có thể tạo ra được một cái mức giá cho Pi một cách cụ thể trong cái sàn giao dịch của Pi.
Và từ đó trên cái sàn giao dịch này chúng ta sẽ tạo ra các cái cặp giao dịch. Ví dụ vì là Pi nằm trong hệ sinh thái của Stellar cho nên là Pi có thể tạo cặp giao dịch ví dụ như là đồng token XLM trên Pi, Pi trên XLM hoặc là Ripple trên Pi, Pi trên Ripple hay là đồng đô la USDT, Pi trên USD hay là USD trên Pi. Các cặp giao dịch này có thể hoàn toàn giao dịch xuyên qua lại với nhau trên cái sàn giao dịch Pi. Nhưng lưu ý rằng nó không có thể chuyển ra các cái sàn giao dịch khác mà nó chỉ nằm trong hệ sinh thái của Pi này thôi, để cho các cái cộng đồng Pioneer cho thấy rằng à Pi nó có giá trị rồi đấy, nó có giá trị 10.000 đô và nó chỉ có một cái vấn đề là nó không chuyển ra được. Giống như cái câu chuyện thắng quay trở lại đó là cái đồng 20 USD ở trong cái hình của Imota đó. Bạn thấy rằng bạn thực sự sở hữu 20 đô đó nhưng bạn không thể nào bạn rút nó ra được khỏi cái hệ thống. Mặc dù bạn biết bạn có cái tài sản đó các bạn. Đó, thì đấy là cái cách mà nó tạo ra. Và các cái cặp giao dịch này nó bị khóa không có thể chuyển ra ngoài nha. Đấy là một cái điều rất quan trọng chúng ta phải lưu ý. Mặc dù thấy Pi có giá nhưng không thể nào chuyển ra ngoài được. Rồi, thì từ đó giúp định hình giá trị của Bitcoin một cách cố định và nó sẽ không có cái sự biến đổi vì nó không có các cái giao dịch trading mua bán liên tục như trên các cái sàn giao dịch, cho nên là giá nó vẫn thế thôi. Vì giá nó bị cố định mất rồi, cho nên chúng ta không không thể làm gì được nữa. Nếu như xét trên phương diện là một cái pioneer như Thắng chẳng hạn. Ví dụ Pico Team bảo, đấy, chúng tôi lấy cái giá cố định là 10.000 đô rồi. Các bạn không thay đổi được đâu. Thì Thắng có muốn hay Thắng có kêu gào khóc thảm thiết gì chứ nữa thì giá Pi cũng không tăng lên được một đô nào nữa, nó chỉ có thế thôi và nó sẽ được test trong cái mức giá đó liên tục cho đến khi nào hệ sinh thái của Pi nó lớn hơn kỳ vọng thì là nó sẽ có một cái đợt đẩy giá mới thông qua một cái DAO mới, một cái DAO mới hả. Thì đấy là cái cách là nó hình thành cái giá trị của một cái đồng tiền trên cộng đồng Pi, giống như cái cách mà chúng ta định vị cái đồng tiền của một quốc gia vậy ạ. Nhưng mà quốc gia của chúng ta là nhiều người trên thế giới, còn quốc gia của một quốc gia cụ thể thì nó sẽ là chỉ một cái dân tộc đấy thôi. Là như thế. Rồi, cơ bản là như thế. Chúng ta sẽ hiểu cái cách để hình thành một cái giá trị của đồng Pi dựa trên một cái nền tảng, cái thuật ngữ gọi là lock token. Tiếp theo nữa là chúng ta nói về các cái doanh nghiệp tham gia vào Pi Network. Thì đối với các doanh nghiệp tham gia vào Pi Network á, thì họ cũng sẽ phải tuân thủ những cái tiêu chí dưới đây, nó rất là quan trọng. Thì thực ra là trong cái tập podcast 59, Thắng cũng đã chia sẻ cái tính thanh khoản của Pi được hình thành như thế nào rồi. Thì ta có thể xem lại cái tập podcast này để chúng ta hiểu là cái cơ chế vận hành cái đồng Pi nó luân chuyển ra sao nhé. Rồi thì các cái doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung ứng. Tại sao lại cần doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung ứng? Vì cái doanh nghiệp sản xuất thì nó chuyên sản xuất ra những cái sản phẩm tiêu dùng cho những người dùng cuối. Còn doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp cung ứng là doanh nghiệp cung ứng những cái trang thiết bị. Thằng lấy một cái ví dụ, một cái điện thoại iPhone, nó để tạo ra một cái điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ cần những cái chất bán dẫn để tạo ra những con chip. Chúng ta cần những cái chất silicate, gọi là silicate để tạo ra cái màn hình điện thoại. Chúng ta cần một số những cái loại nhựa cố định để tạo ra được cái khung vi mạch. Chúng ta cần một loại như titanium hay là chúng ta cần thép để chúng ta tạo ra cái khung. Chúng ta cần cái công nghệ pin của một cái đơn vị nào đấy để chúng ta tạo ra pin lithium chẳng hạn đó. Thì mỗi một cái sản phẩm lẻ đó người ta gọi là những cái doanh nghiệp cung ứng. Còn Apple sản xuất cái iPhone là doanh nghiệp sản xuất. Đó. Thì chúng ta thấy nó sẽ có cái phân phối như vậy. Vậy thì Pi nó sẽ phải đạt được cái tiêu chí là nó sẽ phải làm việc được với cả hai cái đơn vị đó là doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung ứng để tạo ra cái giá trị của đồng Pi. Và lưu ý rằng là các cái doanh nghiệp sản xuất họ hoàn toàn có thể lấy đồng Pi để mua những cái sản phẩm từ doanh nghiệp cung ứng và ngược lại. Đó. Chính vì như vậy là để cho các cái doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung ứng họ hiểu rằng là gì, họ có hai quyền lựa chọn, một là họ mua bằng tiền pháp định và hai là họ mua bằng bằng đồng Pi, bởi vì họ thấy rằng là trên cái tài sản Pi, trên cái sàn giao dịch Pi, Pi nó đã được định giá là một Pi bằng 10.000 đô rồi, thì họ cứ thế họ họ giã thôi, cứ như vậy họ giã thôi. Cho nên là họ có thể đạt được những cái tiêu chí về rất nhiều thứ, như khách hàng, về doanh thu, họ đều đạt được những tiêu chí đó. Họ cảm thấy rằng là Pi là một đồng tiền, chứ họ không cảm giác Pi là một đồng coin cơ bản. Cho nên là họ có thể cảm thấy nó an toàn hơn. Vì rõ ràng Pi không thể nào có cái tội phạm rửa tiền được, chúng ta có KYC rồi, đúng không ạ? Nhưng ai muốn giao dịch trên Pi, trên cái sàn giao dịch thì chúng ta đều phải vượt qua KYC thôi, đó là cái sự thật. Thì đó là cái cách mà các cái doanh nghiệp họ phải tuân thủ khi tham gia vào Pi. Và cái việc tuân thủ này nó cực kỳ quan trọng nha. Rồi thì hàng hóa sẽ được quy định mức giá chuẩn theo cái mức giá thị trường rồi.
chúng ta sẽ hiểu như vậy. Thì đây là cái mà Thắng tổng hợp lại cho mọi người. Thắng lấy một cái ví dụ đơn giản hơn, đó là với một chiếc iPhone 15 Pro Max có giá trị là 1.000 đô, ví dụ như vậy, ở ngoài thị trường, thì nếu như một pi được quy định là 10.000 đô trong cái exchange, thì khi mà Apple bán cái điện thoại trong cái exchange này thì họ thu về được 0,1 pi, là như thế. Thì sau đó họ dùng 0,1 pi này, họ lại đi mua những cái sản phẩm như là chất bán dẫn hay là những các cái linh kiện điện tử chẳng hạn, ví dụ thế, để tạo ra một cái chiếc iPhone mới, họ quay vòng vốn. Ví dụ họ mua chế độ 0,05 pi đâu thì họ lời 0,05 pi đó, ví dụ như vậy. Thì đó là cái cách mà họ có thể tạo ra được cái giá trị thôi. Rồi thì đấy là cái chúng ta nói về cơ chế gia định. Thì sau khi chúng ta tổng hợp lại là đối với giáo dục cộng đồng về cái đồng pi này, với cơ chế gia định như vậy, thì khi nào người dân hiểu rằng pi là tiền thì mọi cơ chế về trao đổi giữa pi và fiat nó sẽ được hoàn tất. Rồi thì lúc này thì các cái sàn giao dịch như là Binance, Gate.io, Huobi vân vân, họ có thể tự do list nếu như họ muốn, bởi vì nó không thể thay đổi được cái niềm tin của người dân nữa, và người dân họ sẽ không coi pi là một cái loại tài sản bơm thổi, cho nên là người ta sẽ giao dịch pi với một cái mức giá rất chặt chẽ, nên là cái đồng pi nó cũng chỉ dao động rất thấp thấp như những cái đồng tiền đô la, euro hoặc gì thôi. Nhưng vì cái nền kinh tế của pi nó ổn định chứ nó không bị lạm phát giảm phát sâu giống như nền kinh tế của các quốc gia, cho nên là chúng ta sẽ không thấy là cái chỉ số như là đô la thì có chỉ số DXY này, nó tăng lên giảm xuống liên tục, thì pi nó không có cái điều đó, cho nên là cái đồng pi nó sẽ lên giảm không đáng kể, rất thấp, và cái số thấp này đến cái mức mà gần như chúng ta không cần quan tâm đến cái giá trị đó, chúng ta vẫn có thể mua mà không cần suy nghĩ rằng à tỷ giá pi hôm nay bao nhiêu, có nên mua hôm nay không hay để mai giá pi nó tăng lên tí mua cho nó lời, đúng không? Các bạn lưu ý rằng nếu như giá pi nó tăng thì cái sản phẩm trong đó nó cũng sẽ phải tăng tương ứng, để làm sao nó đạt được cái tiêu chí ở điểm hòa vốn và cái điểm chốt lời của cái sản phẩm họ bán ra nữa, chứ không phải đơn giản là chỉ cái việc là chúng ta tính cái chơi cái trò là đợi cái giá pi cao và chúng ta mua cho rẻ, không có. Lúc đó thì ví dụ một cái ô tô ở cái thời điểm này 1 pi, nhưng ở cái ô tô ở thời điểm sau này nó thể là 1,5 pi cơ đó, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ cần phải hiểu cái điều đó là để phù hợp với cái nền kinh tế của pi nữa, thì chúng ta hiểu rằng là để tạo ra được một cái giá trị đồng pi thực ra nó không không có phức tạp, nhưng để giáo dục được cộng đồng hiểu pi là cái gì là một cái gì rất là khó. Và xem xong video này có thể cô chú anh chị và bạn có những cái ý kiến trái chiều khác, không sao cả, hãy để lại ý kiến của bạn ở phần comment một cách có văn hóa nhất. Thắng rất là vui khi được góp ý, nhận được sự góp ý của cô chú anh chị các bạn để chúng ta có được cái nhìn nó trực quan hơn về Pi Network. Thắng hy vọng video này cô chú anh chị các bạn yêu thích, và đừng quên like, share và follow kênh của Thắng để cập nhật những thông tin mới nhất nữa về Pi Network cũng như là những cái dự án khác trên kênh YouTube Seven News Today, như là Seven Moon Bitcoin, Ice Network hay là những cái dự án bên lề. Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo những thông tin khác như là về đầu tư tài chính, tự do tài chính, kinh doanh online hoặc là học tiếng Anh. Thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí ở trên blog thang.com, và trở thành một cái không công dân số là một cái điều Thắng nghĩ rằng là bất cứ ai trong chúng ta sẽ trở thành công dân số thôi. Và cái việc chúng ta xuất hiện ở trên Internet càng sớm sẽ giúp chúng ta càng có nhiều giá trị hơn ở trong tương lai. Và nếu như cô chú anh chị các bạn muốn trở thành một freelancer giống như Thắng thì có thể tham khảo ngay ở trên blog thang.com. Thắng chia sẻ những cái kiến thức mà Thắng học được trong suốt thời gian vừa qua tổng hợp lại ở trên đó, và chúng ta có thể tham khảo như là một cái hành trang để chúng ta có thể trở thành một công dân số trên toàn cầu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast tiếp theo. Xin chào.